Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Siphone. Đầu tiên mình vào vào CH Play hoặc là App Store trên iPhone. Chúng ta vào thanh công cụ tìm kiếm, ta search chữ Siphone. Đây Siphone ở trên đầu tiên. Ta chọn vào tải về, đây mình đã tải sẵn rồi. Chúng ta mở lên. Giao diện ban đầu của nó như vậy. Đối với mình chưa có tài khoản thì mình có thể tạo, chọn vô Register Country. Country mình chọn Việt Nam. Đây là tên mình đăng nhập. Đây là số điện thoại và địa chỉ email, đã có thể khi mình quên mật khẩu mình có thể lấy lại. Mình chọn là đồng ý rồi chọn register. Đây sẽ tạo plan, tại vì đây là tài khoản mới nên phải tạo plan. Mình tạo tên một plan hả, rồi gọi là test đi. Test sai wifi. Ngày mình test là ngày 9 tháng 1 rồi. Chúng ta có thể chọn auto địa điểm mình đang ở nơi đó. Nó sẽ tự động cập nhật địa điểm, thời gian. Cái này mình có thể ghi là cái hệ mình lắp là khoảng bao nhiêu ký. Ví dụ mình lắp hệ con 5 ký thì mình ghi 5 ký đi cho nó dễ. Rồi theo là nó hướng dẫn mình nhập số tiền, ví dụ 1 ký điện là khoảng bao nhiêu tiền, nó sẽ tính một phỏng cho mình. Cái giá điện giờ là 1.900 đi, mình ghi 1.900 đi. Rồi mình lên xong, đây nó sẽ kêu mình add wifi của wifi vô, mình chọn tiếp đi rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thấy đơn giản hơn. Là giao diện bên ngoài của nó, khi mình out ra đăng nhập lại nó sẽ có giao diện như vậy đó. Giờ mình chọn bên này mình có một plan, một dự án, nó sẽ hiện total number of plan. Mình vô plan, mình chọn vô cái plan của mình, nhấp vô nó sẽ có dấu cộng để mình add wifi. Đây là cục sao wifi khi kết nối với con min ProWatt 5000. Mình sẽ dùng một cái điện thoại khác để add. Để đảm bảo chắc chắn các bạn đã kết nối với wifi ở nơi các bạn đang sử dụng. Đây. Mình sẽ ra ngoài. Mình sẽ vào phần mềm Siphone. Cái gì nó sẽ như vậy. Khi mình nghe cục wifi vào sẽ bắt giữ vô cộng. Đây nó sẽ bắt mình nhập mã serial number của cục wifi và checkcode của cục wifi. Các bạn có thấy nó nằm ở phía dưới á, hoặc là ở bên hông cái hộp này đó. Cũng có cái chức năng đó là scan mã QR của nó. Đây cái mã QR đây, mình có thể sử dụng scan. Rồi mình sẽ chọn vào 2.4 hẹt. Vì wifi ở đây sử dụng là băng tầng 2.4 nên mình sẽ chọn vào 2.4. Ở đây đúng là ngay tên wifi nãy mình đang kết nối đây. Ở dưới này là mình sẽ nạp bắt wifi để cho cục Siphone này kết nối được với wifi ở nơi mình đang sử dụng đây. Đây mình đã nhập bắt wifi xong rồi, nhấn vào xác nhận. Khi kết nối thành công, cục wifi sai wifi nó sẽ có màu xanh dương chớp
đây điện thoại nó sẽ thông báo. Ok, nó thông báo với mình là 5 phút dữ liệu sẽ cập nhật một lần đó. Đây dữ liệu nó sẽ đã lên nè, đã kết nối được. Đây, đây là mã SN, mã serial number của cái inverter mình đang sử dụng để test cho các bạn xem. Đây mình nhấp vô đây để xem thông tin. Đây là biểu đồ năng lượng, mình nhấp vô để xem các thông tin của máy. Đây, ở bên đây có là normal, nó chạy bình thường và nó sẽ hiện ở đây. Do mình đang test nên mình không có lắp PV nhiều, mình chỉ lắp cho nó vừa on đủ thôi. Đây vô chọn on đây, các bạn sẽ thấy các thông tin của máy là SN, model và cái cục wifi, mã cục wifi là gì, là SN của cục wifi đây, serial number đây, firmware của máy. Đây là BV1, BV2, điện AC. Mình thoát ra ngoài sẽ thấy giao diện như vậy. Đây là dấu cộng góc bên hông nè. Mình add nhiều cục nó sẽ ra data list, là mình sẽ thêm được nhiều thì nhiều cục wifi ở đây. Nếu mà cục ở đây thôi. Nếu mà mình add lỗi á, mình có thể giữ ở đây. Đó, nó sẽ hiện delete nè. Mình bấm vô mình xóa và mình reset ở phía sau chỗ cái cục này nè, nó có cái nút để reset nè. Mình nhấn phải 6 giây cho cái đèn nó tự động chớp 3 màu và mình sẽ buông ra, nó quay về đèn màu đỏ, mình sẽ add lại bình thường. Nhớ chắc chắn là phải xóa cái data log list trong đây nha. Data log list ở trong đây mình mới add lại được. Không phải là không có add lại được đâu.